Xin chào các bạn đến với kênh Đan Móc cùng Handmade Gift. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc mẫu con lava màu đỏ nhé. Lava màu đỏ thì màu chủ đạo của nó là màu đỏ, nên các bạn chuẩn bị cho mình lên màu đỏ này, một chút lên màu cam để mình đổi màu này, một chút lên màu trắng để mình làm mắt, và một chút lên màu đen để mình móc cái khoang miệng của lava. Mình dùng len miêu cốt tông cho nên là size kim móc của mình là 3 mm nhé. Các bạn cũng chuẩn bị cho mình một đôi mắt thú size 8 mm. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Phần đầu của lava màu đỏ, chúng ta dùng len màu đỏ này và móc theo hướng dẫn của lava vàng sau đây cho đến hết hàng thứ 31 nhé. Mình sẽ được một cái phần đầu như thế này. Và mình sẽ hướng dẫn tiếp ở hàng thứ 32 ạ. Đầu tiên các bạn cũng tạo cho mình một vòng tròn ma thuật này. Sau đó các bạn móc vào trong vòng tròn ma thuật này 6 mũi móc đơn. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn rút chặt cái vòng tròn lại. Sau đó các bạn dùng marker đánh dấu hoặc là một sợi len khác màu như này, mình vắt qua để đánh dấu đây là vị trí kết thúc hàng 1 và bắt đầu hàng 2 này. Đến hàng thứ 2 các bạn bắt đầu cho mình bằng 2 mũi móc đơn trung chân nhé. 1 này, 2 này. Hàng này chúng ta sẽ móc tất cả 6 cụm 2 mũi móc đơn trung chân. 1, 2 này. Mỗi bên cũng thế này. 1 này, 2, 1, 2. Như vậy là chúng ta sẽ tăng từ 6 mũi móc đơn thành 12 mũi móc đơn ở hàng 2. Đến hàng 3 cũng vẫn là một hàng tăng mũi nhé. Các bạn bắt cái len qua để đánh dấu như này. Hàng 3 vẫn là một hàng tăng này. Chúng ta sẽ cách một mũi móc đơn này. Đầu tiên là một mũi móc đơn này. Tiếp theo sẽ là một cụm 2 mũi móc đơn trung chân này. Xong lại một mũi móc đơn này, 1x đấy ạ. 1v là 2 mũi đơn trung chân này. 1x, 1v, 2 đơn trung chân. 1 mũi x là 1 mũi móc đơn này. 1 mũi v là 2 mũi đơn trung chân này. 1x, 1v, 1x, 1v cuối cùng. Như vậy chúng ta tăng từ 12 thành 18 mũi móc đơn trên hàng thứ 3. Đến hàng thứ 4, các bạn vẫn móc cho mình 2 mũi móc đơn này. 1, 2 này. Sau đó đến một mũi tăng, 1v này. 2x này, 1v này, 2x này,
một V hai đơn trung chân này. Một X, hai X, một V là hai đơn trung chân. Tiếp tục 1x, 2x, 1v là hai đơn trung chân. 1x, 1x nữa này, 2x này, 1v hai đơn trung chân cuối cùng. Như vậy là chúng ta đã xong được 4 hàng. Đến hàng thứ 5, các bạn tiếp tục móc cho mình 3x, 1, 2, 3, 1v, 2 đơn trung chân, 3x, 1, 2, 3, 2 đơn trung chân. Các bạn cứ móc như vậy, cứ 3x, 1v, cho đến khi hết hàng nhé. Hàng thứ 6, các bạn móc cho mình 4x, 1, 2, 3, 4, 1v là 2 mũi đơn trung chân, rồi lại 4x, 1, 2, 3, 4, rồi đến 1v là 2 đơn trung chân. Rồi lại 4x. Các bạn cứ móc 4x 1v như thế cho mình đến hết hàng nhé. Sau khi móc xong hàng 4x 1v, đến hàng thứ 7 và thứ 8, mình sẽ móc 2 hàng gồm các mũi đơn không tăng. Mỗi hàng là 36 mũi đơn. Các bạn cứ móc mỗi một chân mũi là một mũi đơn nhé, cho đến khi hết hàng thứ 7 và hết hàng thứ 8. Mình sẽ gặp lại các bạn ở hàng thứ 9 ạ. Hàng thứ 9, các bạn móc cho mình 4 cụm nhé, 4 cụm 8x 1v. 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và đến 1V là 2 mũi đơn trung chân này. Các bạn lặp lại cho mình 3 lần như thế nữa nhé. 8X, 1V. Sau đó thì các bạn móc hàng thứ 10 và 11 là 2 hàng các mũi đơn không tăng, mỗi hàng 40 mũi đơn cho mình nhé. Mình sẽ gặp các bạn ở hàng thứ 12 ạ. Sau khi các bạn móc xong hàng 10 và hàng 11 là các mũi đơn không tăng, đến hàng 12 các bạn móc cho mình 9 mũi đơn, 9x này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 này, 1V. Rồi lại 9X. Các bạn cứ móc 9X 1V cho mình đến hết hàng. Sau đó đến hàng 13, 14 cũng là các hàng không tăng. Mỗi hàng có 44 mũi móc đơn. Mình sẽ gặp lại các bạn ở hàng 15 nhé. Hàng thứ 15, các bạn móc cho mình 10x là 10 mũi đơn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 9 10. Rồi đến 1V là 2 mũi đơn trung chân này. Xong lại đến 10X. Các bạn cứ móc cho mình 10X, 1V cho đến hết hàng nhé. Sau đó sang đến hàng 16 và hàng 17 là hai hàng không tăng. Các bạn móc cho mình tất cả các chân mũi đều là các mũi đơn. Hết hàng 16 và 17 nhé. Sau khi các bạn móc xong hai hàng 16 và 17 gồm các mũi x không tăng, mỗi hàng 48 mũi x, thì chúng ta sang hàng thứ 18 nhé. Hàng thứ 18 thì các bạn móc cho mình 7x, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sau đó thì móc 1V gồm 2 mũi x trung chân này. Tiếp đến là 7x này. Các bạn cứ móc tổng cộng là 6 cụm 7x1V cho đến khi hết hàng nhé. Sau đó thì đến hàng thứ 19, 20, 21, 22, 23, 24. Các bạn móc cho mình các hàng mũi đơn không tăng, mỗi hàng là 54 mũi đơn. Mình đã móc xong hàng thứ 24, bây giờ đến hàng thứ 25 này. Các bạn móc cho mình 8x1V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mũi đơn này. 1V là 2 mũi đơn trung chân này. Sau đó lại 8X, 1V. Các bạn lặp như thế cho mình 6 lần là hết hàng. Tổng số mũi trên hàng lúc này là 60 mũi móc đơn. Sau khi móc xong hàng thứ 25 tăng mũi 8x1V, các bạn móc tiếp cho mình từ hàng 26 đến hàng 31 là các hàng mũi đơn không tăng, mỗi hàng 60x. Mình sẽ gặp lại các bạn ở hàng thứ 32 nhé. Hàng thứ 32, các bạn lên cho mình 15 bính nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sau đó các bạn quay lại, móc vào chân bính thứ 2 từ kim móc này. 1, 2, các bạn móc vào đây cho mình mũi đơn nhé. Mỗi một chân bính còn lại các bạn cũng móc cho mình một mũi đơn. 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này. Chúng ta có 14 mũi đơn ở trên cái sợi bính này. Sau đó các bạn tiếp tục móc cho mình mỗi một chân mũi là một mũi đơn. Hết một vòng này đến vị trí đây nhé, là 60 mũi đơn nữa. Sau khi móc xong một vòng 60 mũi đơn về đến vị trí mũi cuối cùng này, các bạn móc lên sợi bính này ở phía bên cạnh bên phải này, cho mình 14 mũi đơn nữa nhé. Tương tự như phía bên trái mình đã móc. 1 này, 2 này,
5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11 này, 12 này, 13 này, 14 này. Sau đó các bạn rời cái vị trí đánh dấu về cái vị trí này nhé. Sang hàng thứ 33, các bạn móc cho mình 21x này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 này, 15 16 17 18 19 20 21 này. Sau đó đến một mũi V này, mình sẽ tăng mũi này. Một mũi V gồm 2 mũi X trung chân này. Tiếp theo lại 21X. Các bạn cứ móc như vậy cho mình 21X 1V thêm 3 lần nữa nhé. Hàng này chúng ta tăng 4 mũi và chúng ta sẽ có 92 mũi đơn ở trên hàng này nhé. Các bạn móc đến cuối này. Mình sẽ hướng dẫn tiếp ở hàng thứ 34 nhé. Sang hàng thứ 34, các bạn cũng móc cho mình 22 mũi X này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 này. Và cũng đến một mũi V gồm 2 mũi X trung chân này. Các bạn tiếp tục móc cho mình 22X 1V thêm 3 lần nữa nhé. Hàng này chúng ta cũng tăng được 4 mũi đơn. Và số mũi trên hàng lúc này là 96 ạ. Mình sẽ gặp lại ở hàng thứ 35 nhé. Đến mũi cuối cùng của hàng thứ 34 nhé. Các bạn đổi cho mình len màu cam. Sau đó các bạn móc cho mình 11 mũi móc đơn. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 11. Sau đó các bạn móc cho mình một mũi V này, gồm 2 mũi X chung chân. Tiếp theo các bạn móc cho mình 23 mũi X. Rồi đến một mũi V này, gồm 2 mũi X chung chân này. Các bạn tiếp tục móc 23 X 1 V cho mình thêm 2 lần nữa nhé. Sau đó đến cái vị trí quãng này thì mình sẽ còn 12 mũi X nữa là đến hết hàng. Các bạn cứ móc như vậy cho mình nhé. Mình sẽ hướng dẫn tiếp ở hàng thứ 36 ạ. Hàng thứ 36, các bạn móc cho mình 24 x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 này. Rồi đến một mũi V gồm 2 mũi X chung chân này. Các bạn cũng tiếp tục móc 24 X 1 V cho mình thêm 3 lần nữa nhé. Và trên hàng này chúng ta cũng tăng được 4 mũi. Tổng số mũi trên hàng là 104. Mình sẽ gặp tiếp ở hàng thứ 37 nhé. Hàng thứ 37, các bạn móc cho mình 13 x 1 2 3 này 4 này 5 này 6 này 7 này 8 này 9 10 11, 12, 13 này. Rồi đến một mũi V này. Gồm 2 mũi X chung chân. Sau đó các bạn móc cho mình 25 X. 3.19, 20, 21,
22 23 24 25 này. Rồi đến một mũi V gồm hai mũi X trung chân. Các bạn cứ móc 25 X 1 V cho mình thêm 2 lần nữa nhé. Và đến cái quãng chỗ này thì mình còn 12 mũi đơn nữa. Các bạn móc nốt và đến cuối cùng nhé. Mình sẽ gặp nhau ở hàng thứ 38. Hàng thứ 38 và hàng thứ 39. Các bạn vẫn móc len màu cam nhé. Và mỗi một chân mũi là một mũi móc đơn, không tăng không giảm. Mỗi hàng chúng ta có 108 mũi móc đơn. Các bạn cứ móc như vậy cho mình hết hàng thứ 39 nhé. Mình sẽ hướng dẫn tiếp vào hàng thứ 40. Đến mũi cuối cùng của hàng thứ 39, các bạn kéo cho mình sợi len màu đỏ lên nhé. Mình đổi sang màu len đỏ. Sau đó các bạn móc tiếp cho mình đến hết hàng thứ 44 là các hàng không tăng không giảm. Mỗi chân mũi là một mũi móc đơn và mỗi hàng là 108 mũi móc đơn. Các bạn cứ móc như vậy cho mình nha. Mình sẽ gặp lại hàng thứ 45. Mũi cuối cùng của hàng thứ 44, các bạn đổi cho mình màu len sang màu len cam nhé. Hàng thứ 45, các bạn móc cho mình 25 mũi đơn. 1 này. 2 3 4 5. Mình bị hết len. Sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mốt, hai hai, hai ba, 24, 25. Sau đó các bạn móc cho mình một mũi A này, gồm hai mũi đơn trụm đầu. Các bạn móc cho mình 25 X 1 A thêm 3 lần nữa nhé. Và chúng ta sẽ giảm được 4 mũi ở trên hàng này, còn 104 mũi. Mình sẽ gặp lại ở hàng thứ 46 nhé. Hàng thứ 46, các bạn móc cho mình 24 x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Rồi đến một mũi A gồm 2 mũi X chụm đầu. Các bạn tiếp tục móc 2, 4 X, 1 A cho mình thêm 3 lần nữa nhé. Mình cũng sẽ giảm được 4 mũi ở trên hàng này. Và còn 100 mũi trên hàng ạ. Hàng thứ 47, các bạn móc cho mình 8 mũi X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó đến một mũi A gồm 2 mũi X chụm đầu. Tiếp tục 8X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nó đến 1A gồm 2 mũi X chụm đầu. Các bạn tiếp tục móc cho mình 8X1A thêm 8 lần nữa nhé. Trên hàng này chúng ta sẽ giảm được 10 mũi. Và còn 90 mũi trên hàng ạ. Hàng thứ 48, các bạn móc cho mình 7X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi đến một mũi A gồm 2 mũi X chụm đầu này. Tiếp theo 7X này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Một mũi A gồm 2 mũi X chụm đầu. Các bạn cứ nạp tiếp cho mình 7X1A thêm 8 lần nữa nhé. Hàng này chúng ta cũng giảm được 10 mũi. Và số mũi trên hàng còn 80 nhé. Đến hàng thứ 49, các bạn móc cho mình 6X. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Một mũi A gồm 2 mũi X chụm đầu. Các bạn tiếp tục móc cho mình 6X1A thêm 9 lần nữa nhé. Hàng này chúng ta cũng giảm được 10 mũi. Và còn 70 mũi ở trên hàng ạ. Mình sẽ gặp lại ở hàng thứ 50 nhé. Đến mũi cuối cùng của hàng thứ 49. Các bạn đổi cho mình màu len đỏ nhé. Sau đó các bạn móc cho mình hàng thứ 50 này. 5X. 1, 2, 3, 4, 5. Đến 1A này gồm 2 mũi chụm đầu này. Tiếp theo 5X này. 1, 2, 3, 4, 5. 1A gồm 2X chụm đầu này.
Các bạn móc tiếp 5x1a cho mình thêm 8 lần nữa nhé. Hàng này chúng ta sẽ giảm được 10 mũi. Và số mũi trên hàng còn lại là 60 mũi nhé. Mình sẽ hướng dẫn tiếp ở hàng thứ 51. Hàng thứ 51, các bạn móc cho mình 8 mũi x này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Một mũi A gồm 2 mũi X trụm đầu này. Các bạn cũng móc 8x1A cho mình thêm 5 lần nữa nhé. Trên hàng này chúng ta giảm được 6 mũi. Và số mũi ở trên hàng còn lại là 54. Các bạn móc như thế cho mình đến hết hàng nhé. Mình sẽ hướng dẫn tiếp ở hàng thứ 52 ạ. Hàng thứ 52, các bạn móc cho mình 7 mũi x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này. Rồi đến 1 mũi A. Các bạn móc tiếp 7x1A cho mình thêm 5 lần nữa nhé. Hàng này chúng ta cũng giảm 6 mũi. Và số mũi trên hàng còn lại là 48. Các bạn móc cho mình đến hết hàng nhé. Hàng thứ 53, các bạn móc cho mình 6x1A nhé. 1 này. 2. 3. 4, 5, 6, rồi đến 1 mũi A này, gồm 2 mũi X trụm đầu này. Các bạn móc tiếp 6X1A cho mình thêm 5 lần nữa nhé. Hàng này chúng ta cũng giảm 6 mũi và số mũi trên hàng là còn 42. Các bạn cứ móc như vậy cho mình đến hết hàng nha. Hàng thứ 54, các bạn móc cho mình 5x. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi đến 1 mũi A, gồm 2 mũi x trụm đầu này. Tiếp tục chúng ta móc 5x1A thêm 5 lần nữa nhé. Hàng này chúng ta cũng giảm được 6 mũi. Và tổng số mũi trên hàng là còn 36. Móc xong hàng này thì các bạn tiến hành nhồi bông nhé. Mình sẽ hướng dẫn tiếp ở hàng tiếp theo ạ. Đến mũi cuối của hàng thứ 54, các bạn kéo cho mình cái sợi len màu cam lên nhé. Chúng ta đổi len màu cam. Đây cũng là lần đổi len cuối cùng rồi ạ. Cho nên chúng ta sẽ kéo theo cái sợi màu đỏ lại đi một đoạn và mình cắt len màu đỏ nhé. Hàng thứ 55, các bạn móc cho mình 4x. 1, 2, 3, 4. Sau đó đến 1 mũi A, gồm 2 mũi X trụm đầu. Tiếp theo lại 4X. 1, 2,
và 4, 1 mũi A gồm 2 mũi X trụm đầu. Các bạn cắt cái len đỏ đi nhé. Sau đó móc tiếp cho mình 4X1A thêm 4 lần nữa. Chúng ta giảm được 6 mũi ở trên hàng. Và số mũi lúc này chỉ còn 30. Mình sẽ hướng dẫn tiếp ở hàng sau nhé. Hàng thứ 56, các bạn móc cho mình 3X. 1 này, 2 này, 3 này, rồi đến 1 mũi A này, gồm 2 mũi X trụm đầu. Đến 3X, 1, 2, 3, đến 1 mũi A này, gồm 2X trụm đầu. Các bạn cứ móc 3X1A cho mình đến hết hàng nhé. Hàng thứ 57, các bạn móc cho mình 2 mũi X. 1 này, 2 này, 1 mũi A gồm 2 mũi X trụm đầu. Tiếp tục là 2X. 1 này, 2 này, 1 mũi A gồm 2 mũi X trụm đầu. Các bạn cứ móc cho mình 2X1A thêm 4 lần nữa nhé, là hết hàng. Mình sẽ hướng dẫn tiếp. Hàng thứ 58, các bạn móc cho mình 1X. 1 này, rồi đến 1 mũi A gồm 2 mũi X trụm đầu này. Rồi lại 1X, 1A gồm 2 mũi X trụm đầu. Các bạn cứ móc 1X1A cho mình thêm 4 lần nữa là hết hàng nhé. Hàng thứ 59 thì chúng ta móc 6 mũi A. Các bạn cứ móc cho mình như vậy đến hết nhé. Hàng 59 cũng là hàng cuối cùng ạ. Sau đó các bạn cắt len để lại một đoạn để khâu kín. Các bạn móc nốt cho mình nhé. Mình hướng dẫn các bạn móc râu của lava đỏ nhé. Các bạn cũng tạo cho mình một nút thắt này. Sau đó các bạn lên cho mình 5 bính này. 1, 2, 3, 4, 5 này. Sau đó các bạn quay lại trượt một mũi trượt vào cái bính đầu tiên. Sau đó các bạn lên cho mình 15 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 này. Các bạn quay lại móc vào chân bính thứ hai từ kim móc này. 1, 2 này. Các bạn móc vào đây nhé. Một mũi móc đơn này. Các chân bính còn lại các bạn cũng móc cho mình các mũi móc đơn nhé.
Các bạn cứ móc như vậy cho đến cái bính cuối cùng. Đây mình đến bính cuối cùng đây nhé. Sau đó các bạn móc vào trong vòng tròn ma thuật này cho mình một mũi móc đơn này. Các bạn lại lên 15 bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 này. Nếu các bạn muốn sợi dâu dài, sợi dâu ngắn thì các bạn có thể móc 13, 14 bính hoặc là lên 16, 17 bính nhé. Và cũng quay lại móc vào chân bính thứ hai từ kim móc mũi đơn này. Các chân bính còn lại các bạn cũng móc tương tự. Một mũi móc đơn này. Móc đến bính cuối cùng này. Xong rồi các bạn cũng móc vào vòng tròn ma thuật một mũi móc đơn nhé. Các bạn cứ móc tương tự cho mình thêm 3 sợi như thế này nữa nhé. Chúng ta có 5 sợi ở trên chiếc dâu ạ. Mình sẽ hướng dẫn các bạn móc tiếp chiếc mũi của lava đỏ. Các bạn cũng tạo cho mình một nút thắt bằng len đỏ nhé. Sau đó các bạn lên cho mình 10 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 này. Sau đó các bạn trượt vào cái bính đầu tiên. Một mũi rời này. Sau đó các bạn lên cho mình một mũi bính và móc vào trong cái vòng tròn ma thuật mình vừa tạo được này. 10 mũi nửa kép nhé. Mũi nửa kép là các bạn vòng một sợi này, đâm vào này, và chui qua cả 3 vòng trên kim. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này. Móc xong thì các bạn trượt vào cái đỉnh mũi đầu tiên nhé. Một mũi rời này. Sau đó các bạn cắt để lại một đoạn len dài để khâu này. Các bạn chốt, rút len qua. Và các bạn lộn nhé, lộn sản phẩm ra. Có len thừa như này thì các bạn cắt đi. Lát nữa chúng ta sẽ khâu cái đằng dưới này xuống dưới thân của lava này. Phần lỗ mũi thì các bạn cũng móc cho mình 2 chiếc như này nhé. Tiếp theo mình hướng dẫn các bạn móc lông mày của lava đỏ nhé. Các bạn tạo cho mình một nút thắt này. Sau đó các bạn lên cho mình 16 mũi bính. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 này. Sau đó các bạn quay lại đâm vào chân bính thứ 2 từ kim móc này. 1,
2. Các bạn đâm vào chỗ này nhé. Và móc cho mình mũi móc đơn này. Các bạn móc tiếp tục nhé. Mỗi một chân bính là một mũi móc đơn. Móc cho mình tổng số là 14 mũi móc đơn này. 1 rồi này. Bây giờ là 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 này. Đến chân bính cuối cùng, các bạn móc cho mình 3 mũi X trung chân. 1 này. 2 này. 3 này. Sang cạnh phía bên, các bạn móc tiếp cho mình 13 mũi X nhé. Mỗi một chân cũng là một mũi móc đơn. 1 này. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Còn một mũi cuối cùng, các bạn móc cho mình mũi V nhé. Gồm 2 mũi X trung chân. 1X này. 2X này. Sau đó các bạn dùng marker đánh dấu hoặc là sợi len gác màu, các bạn vắt qua để đánh dấu cái vị trí này nhé. Hàng thứ 3. Các bạn móc tiếp hàng thứ 3 cho mình này. 1V gồm 2X trung chân này. Sau đó đến 13 mũi X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tiếp theo là 3 mũi V này. 1X này, 2X trung chân này. Chúng ta được mũi V đầu tiên này. V thứ 2 này. Cũng gồm 2X trung chân này. Mũi V thứ 3 này. Sang phía còn lại, các bạn móc tiếp cho mình 13X này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 này. Và cuối cùng là 2 mũi V nhé. 1, 2X trung chân này. Mũi V thứ 2 này. Chúng ta xong hàng thứ 3. Đến hàng thứ 4 này. Các bạn móc cho mình 1 mũi X đầu tiên này.
đến một mũi vây này, gồm hai x trung chân này. Sau đó đến 13x này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Các bạn móc cho mình này 3 cụm 1x 1v nhé. 1x 1v lần thứ nhất. 1x 1v lần thứ hai. 1x 1v lần thứ ba. Sang phía bên đối diện, tiếp tục 13x nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Và chúng ta chỗ này còn 4 chân mũi. Chúng ta sẽ móc 2 cụm 1x 1v. 1x này, 1v lần đầu này. 1x này, 1v thứ hai này. Như vậy là chúng ta đã móc xong hàng thứ tư. Hàng thứ 5 nhé, cũng là hàng cuối cùng. Các bạn móc cho mình này, 2x 1 2 1v gồm 2 mũi x trung chân. Tiếp theo là 13 mũi x. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Chúng ta sẽ móc 3 lần 2x 1v nhé. 1x này, 2x này, 1v lần thứ nhất này. 1x 2x 1v lần thứ hai. 1x 2x 1v lần thứ ba. Sau đó các bạn móc cho mình 13 mũi x. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 này. Còn lại chúng ta móc 2 lần 2x 1v nhé. 1x này, 2x này, 1v lần thứ nhất này. 1x này, 2x này, 1v lần thứ hai, cũng là cuối cùng luôn. Chúng ta đã móc xong được cái lông mày của lava đỏ nhé. Các bạn trượt sang mũi bên cạnh một mũi rời này và cắt len để lại một đoạn dài để khâu nhé. Rút len chốt qua.
Lát nữa chúng ta cũng gập đôi nó lại như thế này và khâu ở trên đầu của lava nhé. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn móc đôi mắt của lava đỏ nhé. Mắt của lava đỏ thì gồm hai phần này, phần kế đệm mắt ở dưới này và phần con ngươi của mắt này. Bây giờ mình bắt đầu nhé. Các bạn dùng len màu đỏ này tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Sau đó các bạn móc cho mình 6 mũi móc đơn vào trong vòng tròn ma thuật. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6. Các bạn rút chặt này, dùng len khác màu đánh dấu hoặc là marker đánh dấu. Hàng thứ hai, các bạn móc cho mình 6 mũi V. Một mũi V này gồm 2 mũi X trung chân này. Mũi V thứ hai này. Mũi V thứ ba này. Mũi V thứ tư này. Mũi V thứ năm này. Mũi V thứ sáu. Chúng ta tăng lên từ 6 mũi X thành 12 mũi X rồi ạ. Đến hàng thứ 3, các bạn móc cho mình 2X. 1, 2. Sau đó đến 1 mũi V này. Gồm 2 mũi X trung chân. Rồi lại 2X. 1, 2, rồi lại 1 mũi V, gồm 2 mũi X trung chân. Các bạn móc cho mình 2X, 1 V thêm 2 lần nữa là hết hàng nhé. Hàng thứ 4, các bạn móc cho mình 7 mũi X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này. Rồi đến 1 mũi V, gồm 2 mũi X trung chân. Bảy X, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 1 V cuối cùng gồm 2 X trung chân này. Đến cái mũi cuối này nhé, các bạn đổi cho mình sang len màu trắng. Và chúng ta móc hàng thứ 5 này. Hàng thứ 5, các bạn quan sát cho mình nhé. Một chân mũi thì có hai sợi này, mình sẽ móc vào sợi phía trong nhá. Cả hàng này mình sẽ móc vào sợi phía trong này. Các bạn móc cho mình 18 mũi X. Mỗi chân mũi, mỗi sợi ở trong chân mũi này là một mũi móc đơn không tăng không giảm này. 2 này. Cái sợi màu đỏ này các bạn không kéo theo và cũng không cắt nhé. Để lên đầu trên thì chúng ta lại đổi màu một lần nữa. 3 này. 4 này.
5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, đến hàng thứ 6, thứ 7 và thứ 8, các bạn móc cho mình đều là các hàng không tăng không giảm nhé. Mỗi một chân mũi là một mũi móc đơn và mỗi hàng là 18 mũi móc đơn. Các bạn cứ móc như vậy cho mình nhé. Hết hàng thứ 8. Đến mũi cuối của hàng thứ 8, các bạn đổi màu len cho mình sang màu đỏ nhé. Và hàng thứ 9, các bạn móc cho mình này, cũng một chân mũi ở phía trong. Một sợi. Đây nhá. Một sợi ở phía trong như hàng thứ 5. 1x này. 2x này. 3x này. 4x này. Các bạn có thể cắt sợi len màu trắng đi được nhé. Bởi vì là chúng ta sẽ không dùng đến nó nữa. Năm x này, sáu x này, bảy x này. Sau đó các bạn móc cho mình một mũi A này, gồm hai mũi x trụm đầu này. Tiếp tục móc cho mình bảy x này, một, hai, ba, 4, 5, 6, 7 này. Một mũi A cuối cùng này. Hàng này chúng ta sẽ giảm được 2 mũi. Và số mũi trên hàng còn 16 thôi nhé. Móc xong hàng này thì các bạn gắn cho mình chiếc mắt vào vị trí nào cũng được. Nhưng các bạn tránh cái vị trí mà mình đổi màu này đi. Cái vị trí đổi màu này mình sẽ để ốp vào cái phần đệm mắt như này thì mình sẽ không bị lộ ra ngoài cái chỗ đổi màu này. Các bạn gắn ở giữa, vị trí giữa bốn hàng trắng nhé. Các bạn gắn chốt vào. Mình đã gắn xong rồi này. Các bạn móc tiếp hàng thứ 10 nhé. Hàng thứ 10 chúng ta móc 2x, 1x này, 2x này, 1A, gồm 2 mũi x trụm đầu này. 1x này, 2x này, rồi lại đến 1A này, 1x này, 2x này, rồi lại đến 1A này, 2x, 1A lần cuối này, 1x, 2x, 1A cuối cùng. Hàng này chúng ta giảm được 4 mũi nhé. Và số mũi trên hàng còn 12 thôi ạ.
Các bạn nhồi nhẹ một chút bông vào trong như này nhé, để cho mắt phồng lên nhưng mà lại không bị cứng này. Phồng nhưng mà không cứng nha các bạn. Đến hàng thứ 11, các bạn móc cho mình 4x. 1, 2, 3, 4 này. Một mũi A gồm 2 mũi X chụm đầu. Tiếp theo là 4X. 1, 2, 3, 4 này. Một A cuối cùng của hàng. Hàng thứ 12 này, các bạn móc cho mình 5 mũi A nhé. Một mũi A này gồm 2 x chụm đầu này. Mũi A thứ 2 này. Mũi A thứ 3 này. Mũi A thứ 4 này. Và mũi A thứ 5. Cuối cùng. Các bạn cắt len, để lại một đoạn để khâu này. Như vậy là mình đã móc xong phần móng mắt nhé. Mắt thì các bạn móc một đôi cho mình như thế này. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn móc cái đệm mắt như thế này nhé. Các bạn tạo cho mình một nút thắt này. Sau đó các bạn lên cho mình 6 bính này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Các bạn quay lại này, móc vào chân mũi. Bính thứ 2 từ kim móc này, 1 này, 2 này. Các bạn móc cho mình 4 mũi x nhé. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Cái chân mũi bính cuối cùng này, các bạn móc cho mình 3 mũi x vào đây nhé. Một mũi này, 2 mũi x trung chân này, 3 mũi x trung chân này. Sang phía đối diện này, các bạn móc cho mình 3x. Một này, hai này, ba này, mũi cuối cùng này. Các bạn móc cho mình một mũi V vào chân cuối cùng này. Một này, hai mũi X trung chân này. Chúng ta đã xong được hàng thứ 2 này. Đến hàng thứ 3, các bạn cũng dùng một sợi len khác màu vắt qua để đánh dấu vị trí này nhé. Hàng thứ 3 này, các bạn móc vào chân kế bên này, một mũi V là 2 mũi X trung chân ấy. 1X này, 2X trung chân này. Tiếp theo là 3 mũi x, 1x, 2x, 3x,
Sau đó các bạn móc cho mình 3 mũi V nhé. Một mũi V gồm 2 mũi X trung chân này. Mũi V thứ hai ở ngay trên đỉnh. Đến mũi V thứ ba ở bên cạnh đối diện này. Sau đó cũng đến 3X này. 1 2 3 này. Và cuối cùng còn hai chân mũi thì các bạn móc cho mình 2 mũi V nha. 1 V này. Gồm 2X trung chân này. V thứ hai này. Đến hàng thứ tư này, các bạn móc cho mình 1 mũi X này. Rồi đến 1 mũi V này, gồm 2 X trung chân này. Sau đó đến 3 X này. 1 2 3 này. Sau đó đến 3 lần 1 X 1 V. 1 X này, 1 V lần thứ nhất này. 1x này. 1v lần thứ hai này. 1x này. 1v lần thứ ba này. Sau đó lại đến 3x này. 1 2 3 này. Sau đó 1x này. 1v lần thứ nhất này. 1x. 1v lần thứ hai này. Như vậy chúng ta móc xong hàng thứ tư và mỗi đầu của chúng ta là có 3 cụm 1x 1v. Đến hàng thứ 5. Các bạn móc cho mình 2x. 1 2 đến 1V gồm 2X trung chân này. Đến 3X này. 1 2 3. Sau đó các bạn móc cho mình 3 cụm 2X 1V tương tự như ở hàng trước 1X 1V đấy ạ. 1X này, 2X này, 1V lần thứ nhất. 1x 2x 1v lần thứ hai. 1x 2x 1v lần thứ ba. Tiếp theo là đến 3x. 1 2 3. Đầu này chúng ta còn 2 lần 2x 1v nữa là hết hàng. 1x này, 2x này. 1v lần thứ nhất. 1x 2x 1v lần thứ hai. Và chúng ta kết thúc hàng thứ 5. Đến hàng thứ 6 này, cũng là hàng cuối cùng. Các bạn móc cho mình 1 mũi V này, gồm 2 mũi X trung chân này. Sau đó đến 11 mũi X này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Sau đó đến 3 mũi V này. 1 mũi V này gồm 2 X trung chân này.
mũi V thứ hai này gồm 2x chung chân này, và mũi V thứ ba này tiếp tục đến 13 mũi x này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Và đến 2 mũi V cuối cùng này, đây này, còn 2 chân này. Các bạn móc cho mình 2 V cuối cùng này. Một mũi V gồm 2x chung chân này. Mũi V thứ hai này. Các bạn trượt vào chân kế bên một mũi rời này. Cắt len và để lại một đoạn để khâu nha các bạn. Rút len. Như vậy là mình đã móc xong hai chiếc móng mắt này, hai chiếc con ngươi này. Ở mỗi bên móng mắt mình có hai hàng, mình móc một sợi phía trong rồi. Bây giờ còn một sợi phía ngoài này. Các bạn móc cho mình một hàng các cái mũi đơn vào cái sợi này nhé, cả phía trên và phía dưới. Các bạn tạo một cái nút thắt này để kéo qua cho nó dễ này. Kéo qua, các bạn lên một bính. Rồi các bạn bắt đầu móc vào cái sợi ở mũi kế bên. Mỗi một sợi là một mũi móc đơn nhé. Và một hàng này chúng ta có 18 mũi móc đơn, tương tự như khi chúng ta móc ở cái sợi phía mặt trong ạ. Các bạn cứ móc như vậy nhé. Hết một vòng thì chúng ta trượt vào cái mũi đầu tiên này và cắt sợi len, giấu đầu len thừa thôi ạ. Và chuyển sang móc ở cái sợi phía này, phía màu trắng này. Mình hướng dẫn các bạn móc miệng của lava đỏ nhé. Miệng của lava đỏ thì trước tiên các bạn dùng len màu đen này. Các bạn tạo cho mình một nút thắt. Sau đó các bạn lên cho mình 14 bính nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 này. Sau đó các bạn quay lại móc vào chân bính thứ hai từ kim móc 1, 2. Các bạn móc cho mình một mũi X, mũi đơn. Các bạn móc tiếp cho mình thêm 11 mũi đơn nữa nhé. Tổng là 12 mũi đơn. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 10 này. 11. 12. Còn một bính cuối cùng. Các bạn móc cho mình 3 mũi x chung chân. 1. 2. 3. Sang phía còn lại, các bạn móc cho mình 11 mũi x. 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10 11 Đến mũi cuối cùng này, các bạn móc cho mình một mũi V. Gồm 2 mũi X trung chân. Sau đó các bạn dùng marker đánh dấu hoặc một đoạn len khác màu. Các bạn vắt qua đánh dấu vị trí kết thúc hàng 2 và bắt đầu hàng 3 nhé. Đến hàng 3. Ở hàng 2 là chúng ta có tổng là 28 mũi X. Đến hàng 3 này, các bạn móc cho mình một mũi V đầu tiên. Gồm 2 mũi X trung chân. Tiếp theo đến 11 mũi X. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 này. Sau đó các bạn móc cho mình 3 mũi V. 1 mũi V gồm 2 mũi X trung chân này. Mũi V thứ 2 ở trên đỉnh này. Mũi V thứ 3. Tiếp tục 11 X này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Sau đó đến 2 mũi V 1 X 2 X trung chân này. Mũi V thứ 2 này. Như vậy là chúng ta móc xong hàng thứ 3 và có 34 mũi ở trên hàng. Đến hàng thứ 4 này, các bạn móc cho mình 1 X 1 V gồm 2 X trung chân này. Sau đó đến 11 X này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 này. Các bạn móc cho mình 3 lần 1x 1v nhé. 1x này. 1v lần thứ 2, thứ nhất này. 1x này. 1v lần thứ 2 này. 1x này. 1v lần thứ 3 này. Tiếp theo là 11x này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11x này. Ở cuối này còn 4 mũi thì các bạn móc cho mình 1x 1v 2 lần nhé. 1x này. 1v lần thứ nhất này. 1x này. 1v lần thứ 2 này.
Như vậy chúng ta móc xong hàng thứ 4 rồi này. À, ở cái mũi cuối của hàng thứ 4 này nhé, các bạn đổi cho mình sang màu len đỏ. Các bạn đổi cho mình sang màu len đỏ nhé. Sau đó hàng thứ 5 này, các bạn móc cho mình một hàng không tăng không giảm. Mỗi hàng là có 40 mũi đơn hay là 40 mũi x đấy ạ. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Các bạn cắt cái len màu đen đi nhé. Chúng ta sẽ không dùng đến len màu đen nữa. Và các bạn cứ tiếp tục móc, mỗi một chân mũi là một mũi móc đơn. Tổng có 40 mũi móc đơn trên hàng cho mình đến hết hàng nhé. Mình sẽ hướng dẫn tiếp ở hàng tiếp theo. Hàng thứ 6, các bạn quan sát cho mình nhé. Một mũi thì có hai sợi phía trước và phía sau như này. Đúng không ạ? Các bạn móc cho mình vào một sợi phía trước. Đây, như này ạ. Cho mình một hàng 40 mũi x nữa nhé. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Các bạn cứ móc như vậy cho mình đến hết hàng nhé. Tổng là 40 mũi x ạ. Hàng thứ 7, các bạn móc bình thường cho mình một hàng không tăng không giảm, 40 mũi x nhé. 1, 2. Cứ mỗi một chân mũi là một mũi móc đơn như này và đâm qua cả hai sợi ở chân mũi như này. Các bạn cứ móc như vậy cho mình đến hết hàng nhé. Mình sẽ hướng dẫn ở hàng thứ 8. Hàng thứ 8, các bạn để ý cho mình này. Chúng ta sẽ vẫn móc các cái mũi đơn thôi, thế nhưng mà chúng ta sẽ đâm qua chân mũi ở hàng thứ 7 này và đâm xuống qua cả cái sợi còn lại ở hàng thứ 5, thứ 6 nhé. Đây, chúng ta đâm qua hai sợi ở hàng thứ 7 này và đâm qua cả một sợi còn lại ở hàng thứ 6 như thế này. Được chưa? Và chúng ta cũng móc các cái mũi đơn bình thường. Đó, mình móc được mũi đầu tiên này. Mũi thứ hai này. Các bạn đâm thẳng tương ứng nhé. Tránh bị xiên lệch mũi. Sản phẩm nó sẽ bị vặn. Đấy, thứ 3 này. Mũi thứ tư này. Mũi thứ năm này. Các bạn cứ móc như vậy cho mình đến hết hàng nhé. Móc đến mũi cuối này. Các bạn trượt vào mũi bên cạnh cho mình một mũi dời này. Sau đó các bạn cắt len, để lại một đoạn dài nhé, để chúng ta khâu cái miệng lava vào phần thân của lava. Các bạn rút sợi hết này. Như vậy chúng ta đã có chiếc miệng của lava đỏ rồi.
Sau khi móc xong các bộ phận của chú lava đỏ này, các bạn khâu cho mình chiếc râu ở trên đỉnh đầu nhé. Cái mi mắt thì cũng ở hàng thứ hai, vòng qua hai bên như này. Các bạn uốn cong để cho nó tạo hình như này nhé. Hai cái lỗ mũi thì các bạn khâu ở hàng thứ 26 đến 29 và cách nhau khoảng 8 đến 10. Mũi móc đơn như này. Hai chiếc mắt nằm cân cắn ở trước mặt và trước miệng. Chúng ta sẽ ráp nó dọc như này. Các bạn dùng ghim cố định căn chỉnh cho nó thật đẹp. Sau đó các bạn tiến hành khâu nhé. Vậy là mình đã khâu xong các chi tiết ở trên mặt của lava rồi này. Các bạn thấy có xinh không ạ? Các bạn cùng làm và khoe sản phẩm với mình nhé. Chúc các bạn có sản phẩm đẹp. Nhớ subscribe kênh ủng hộ mình nha các bạn. Trong quá trình làm có khó khăn gì thì cứ comment mình sẽ giải đáp ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.